cả nhà đi, cả nhà vào đi. Hả? Có ở đâu? Con ở trên thị xã Phú Thọ. Thấy rớt nước mắt luôn cả nhà ơi. Đến rồi chưa? Con thấy gia đình con thấy bà live stream đấy là gia đình con đi xuống đây với bà. À. Cả nhà thấy thấy người miền Bắc cũng ở nhà rất là cảm động, rất là rất cảm tình nha. Thế là con có thương bà không? Có. Sao con thương bà? Thì ra là bà Hằng nhờ lực chính nghĩa. Trời ơi. Không, con là bà Hằng làm việc chính nghĩa. Bà Hằng làm gì lặp lại cho lớn lên đây. Đừng có. Ờ, làm gì chính nghĩa nha mọi người, nghe cho rõ nha mọi người ơi. Một đứa trẻ nó còn biết điều đó nữa. Thấy không? Cái điều này là không thể phủ nhận, một đứa trẻ nó còn biết mà Hằng làm việc chính nghĩa. Việc chính nghĩa là việc như thế nào con? Vì nhân dân ạ. Đó, có gì nhân dân. Con dạ. Việc chính nghĩa là vì nhân dân hả con? Bé nó dạy nhưng coi lương con. Nhưng mà tại sao là... làm việc chính nghĩa? À, nói cho lương con nghe coi con. Là vì bà Hằng muốn bảo vệ mọi người, bà Hằng muốn bảo vệ nhân dân, bà Hằng muốn bảo vệ người nghèo. Đó. Làm sao con biết bà Hằng ở đây mà con đến? Bởi vì bà Hằng live stream. À đấy. Đó, thấy không? Tất cả nhờ có anh em live stream mà bà Hằng biết. Thương một đứa trẻ. Nó còn biết đâu là chính nghĩa, đâu là vì nhân dân. Đấy, bây giờ mọi người cứ hỏi đi, hỏi bé đi. Con có thương bà Hằng không? À, mỗi lần con thấy bà Hằng khóc con thấy sao? Phải đúng không? Thấy buồn. Rất cảm động cả nhà ơi. Mỗi lần con thấy bà Hằng khóc là con buồn hả? Đó cả nhà. Vậy là con biết chính nghĩa là cái gì? Nghĩa là sự thật ạ. Bây giờ cho chú hỏi con câu, con đợi bà Hằng bao lâu rồi? Con đợi bà Hằng đến đây, con đợi bà Hằng bao lâu rồi? Hơn 1 tiếng ạ. Bà Hằng có đẹp không? Mà con biết chính nghĩa là vì dân đúng không? Con mới vừa nói chính nghĩa là vì dân. Vậy thì bà Hằng đúng hay sai? Bà Hằng làm đúng ạ. Quý vị là một đứa trẻ nó còn biết chính nghĩa là vì người dân, chính nghĩa là làm đúng. Nó buồn khi thấy bà Hằng khóc. Vậy thì chẳng lẽ những người lớn không biết cái điều đó, thua nước đất nữa sao? Quý vị thấy không? Cảm động chứ với một đứa trẻ như thế này mà nó vẫn biết chính nghĩa là đâu, chính nghĩa là vì người dân. Vậy bà Hằng khóc vì ai? À, vì nhân dân ạ. Thế con có ước mơ gì? Con có ước mơ là trở thành một người lãnh đạo như bà Hằng ạ. Quá thôi. Đi mọi người. Nếu con lớn lên con có giống như bà Hằng không? Đó. Quý vị thấy không? Một đứa trẻ nó biết chân lý. Vậy thì mình yêu người dân, mình bảo vệ người dân là mình yêu nước đúng không con? Vâng ạ. Dạ. Vậy thì con thấy bà Hằng làm tất cả những cái việc này con muốn học hỏi bà Hằng điều gì? Bà Hằng luôn làm những điều đúng và luôn làm sự thật của người dân ạ. Mano. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 9 tuổi. Trời ơi. 9 tuổi mà nói lên được cái điều đó thì quý vị thấy rằng em đây rất sâu sắc. Em bé miền Bắc, đại diện cho em bé miền Bắc đây. Người miền Bắc như thế đấy, mình nghe em nói mình xúc động cực kỳ luôn đó. Con mới 9 tuổi mà con biết chính nghĩa là đi tìm sự thật. Con biết chính nghĩa là vì yêu nước, yêu dân, ai nói với con hay con cảm nhận được? Con cảm nhận được ạ. Quý vị thấy chưa, sâu sắc từ trong chính nước hả? Mới 9 tuổi thôi mà biết trả lời trước công chúng là bà Hằng làm vì chính nghĩa. Vậy thì tất cả những việc bà Hằng làm vì người dân, nếu sau này con lớn lên con có làm giống bà Hằng không? Có. Khán giả hỏi con tên gì quá trời luôn nè, con tên gì? Con giới thiệu con tên gì, con ở đâu, con bao nhiêu tuổi cho mọi người nghe. Con đây là Hoàng Tôn Nhã Uyên, con học lớp 4 của trường tiểu học Hùng Vương ạ. Đó, con 9 tuổi đúng không? Vâng. Đó, quý vị nghe có cảm động không? Vậy thì con chờ bà Hằng một tiếng đồng hồ ra để gặp bà Hằng, con muốn nói gì với bà Hằng? Con muốn nói là con yêu bà Hằng ạ. Quý vị thấy không, trái tim nhỏ bé của người miền Bắc đã cho tôi động lực để tiếp tục cống hiến, để tiếp tục đi tìm chân lý và tất cả là vì người dân. Đúng không? Thì con muốn là sau này con lớn lên con cũng làm việc trong báo không? Nhưng mà rất là nhiều người hâm mộ. Con thích nhất trong cái việc này là việc gì? Để mà bà Hằng bảo vệ người dân, mà bảo vệ bà Hằng chia sẻ những niềm vui cho người dân ạ.
niềm vui là niềm vui gì cũng thể. Bà Hằng giúp cho những người dân nghèo ạ. Có 9 tuổi thôi đã ý thức được của chị Hằng. 9 tuổi mà ý thức được cái từ cái sự việc cho đến mọi thứ. Khách này gọi cho em nói là mỗi cô nè, có một người nữa. Đó chào Hằng ơi. Đó, em quý vị, 9 tuổi mà ý thức được điều đúng, điều sai. Thì một người lớn mà không ý thức được thì thật phải nói là thua cả đứa trẻ nữa. Thấy không, biết được chính nghĩa là lẽ phải, là nhân dân, là tất cả là vì người dân. Quý vị thấy cảm động không? Bởi vì tôi đi chuyến này và nó là một điều cực kỳ là hạnh phúc, Hằng cảm động vô cùng. Mẹ con là ai? Rồi. Chắc chắn là đây là một khán giả nhỏ nhất ở miền Bắc. Phải nói là sẽ để lại cho người miền Nam rất nhiều ấn tượng, nhất là những người đi lễ phải. Bà Hằng chúc con là luôn luôn xinh đẹp, học giỏi. Nếu sau này con lớn lên mà con làm được những việc có lợi cho đất nước thì bà Hằng thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn con. Quý vị thấy không, quý vị có cảm động không? Rồi em cảm ơn chị nha. Bà Hằng nhận bó hoa này chờ của con nha. Chúc mình đi. Đó, có một khán giả nữa là cả nhà tên mộ cô Hằng nè, đó tặng quà cho tôi. Quý vị thấy cảm động không? Dạ. Trái tim tim tượng trưng cho người Việt Nam. Quý vị thấy có cảm động không? Như thế này làm sao mà đó, cái lòng dân người ta yêu mến cô Hằng. Chỗ này hết được đây này. Được ạ. Cách đây bao xa? Cách đây khoảng 10 cây ạ. Dạ. Đúng không, 10 năm? Em biết hỏi Nhi, 10 cây có được không? 10 cây thì gần. Nhưng mà có chắc ăn không, mà đi đến đó lại bảo tụ tập nữa lại là khó khăn. Được thì có gì em vừa điện, thì em điện cho. Lúc nãy vừa điện rồi, chứ làm cái đó ok. Phường cho hả? Lúc nãy xin phép đi kia rồi. Vậy thì mình sẽ đi đến đó ha. Mình ăn cơm thì mình về Hà Nội. Mọi người về Hà Nội. Rồi, ok. Nếu mà có gì thì em điện lại sau. Rồi, đây còn cái nữa. Mọi người giảng ra đây cho ba anh, vô cái chuyện của anh. Giảng ra đi anh em ơi. Mọi người giảng ra đây. Mọi người Cô giáo kìa. Cái này gọi là mua fan nè. Bởi vì tụi kia nó mua fan, giết nó quen rồi. Giờ này nó gặp ai cũng là mua fan hết đi. Đây là những cái tâm tình 200-300 ngàn hay 1-2 triệu gì có thành vấn đề gì ở đây không? Em đẹp không?
quá đi. Rồi rồi.